Tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Marco. Khi ấy người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ la rầy họ. Thấy vậy, người bực mình nói với các ông: "Cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em thì sẽ chẳng được vào." Rồi người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng. Thưa anh chị em, trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, mà cái bài này thì nghe mãi rồi. Chúa Giêsu nói với chúng ta, nếu chúng ta không đón nhận nước Thiên Chúa, hay nói theo kiểu của Thánh Luca và Matthew, nếu chúng ta không hoán cải để trở nên như trẻ nhỏ, ta không được vào nước trời. Trẻ nhỏ nó chẳng có gì, không tiền bạc, không danh vọng, không địa vị. Trẻ nhỏ cũng không có bạn bè, không sự nghiệp. Trẻ nhỏ chỉ có mỗi một cái nó có thôi, đó là cha mẹ đó. Và cũng chỉ có mỗi cái nó cần, cha mẹ. Trẻ nhỏ bao giờ cũng là niềm vui. Ở đâu có trẻ nhỏ, ở đó có niềm vui. Ở đâu có trẻ nhỏ, ở đó có hy vọng. Rồi khi trẻ nhỏ đã ở trong vòng tay cha mẹ nó rồi, thì ai làm gì nó, nó cũng bình tĩnh, không có chuyện gì xảy ra. Khi Chúa Giêsu nói với chúng ta, nếu anh em không hoán cải để trở nên như trẻ nhỏ, không được vào nước trời, thì Ngài chẳng nói gì khác. Ngài đang nói về chính bản thân Ngài đấy. Ngài luôn luôn là một trẻ nhỏ trong bàn tay của cha. Ngài phó thác hết tất cả mọi sự cho cha. Phó thác hết tất cả mọi sự cho cha. Sự sống, sự chết, sự nghiệp, phó thác hết. Khi Phêrô rút gươm bảo vệ Ngài trong vườn Gethsemane, Chúa bảo xỏ gươm vào bao. Anh tưởng thầy không có thể xin Chúa Cha cấp ngay cho thầy 12 đạo binh thiên thần để tiêu diệt cái bọn này sao? Mà như thế thì còn gì là ứng nghiệm lời kinh thánh? Phó thác hết mọi sự cho Cha. Ngài cũng chẳng vun quén gì cho mình. Ngài nói với một người xin theo Ngài: "Thầy đi đâu tôi cũng đi theo." Chúa bảo: "Con cáo có hang, chim trời có tổ, con người không có một hòn đá cúi đầu." Chúa Giêsu đã trở thành mọi sự. Chúa Giêsu đã trở thành trẻ thơ trong mọi sự. Phó thác hết tất cả mọi sự cho cha. Và khi Ngài đã ở trong bàn tay của cha giống như trẻ thơ vậy, khi chúng ta thấy một cái đứa trẻ nó đang chơi một mình, thấy người lạ tới, nó chạy vội đi tìm bố mẹ nó. Và khi bố mẹ nó đã bế nó trên tay rồi, thì ai muốn phá nó thế nào thì phá, ai muốn làm gì nó thì làm. Nó vẫn cứ bình tĩnh, vẫn cứ bình an, chẳng sợ gì. Chúa Giêsu khi đã phó thác hết mọi sự cho cha, đã đặt mình trong vòng tay của cha rồi, thì cái chết thập giá đối với Ngài cũng chẳng là gì. Như thế thì nhìn vào cuộc đời của Chúa Giêsu, ta thấy rất rõ, Ngài đã trở thành trẻ thơ trong vòng tay của Chúa Cha. Là môn đệ của Chúa Giêsu, ta cũng được mời gọi trở thành trẻ thơ. Nếu trẻ thơ chỉ cần có một mình cha mẹ nó thôi, thì để trở thành trẻ thơ, ta cũng sống làm sao đó, để cái điều duy nhất ta cần đó là Thiên Chúa, không phải bất cứ thứ gì trên trần gian. Nếu trẻ thơ ở đâu, ở đó có niềm vui, thì ta cũng phải sống thế nào đó
để ở đâu ta có mặt, ở đó có niềm vui. Mà muốn thế thì Thánh Phaolô nói với chúng ta, dẹp bỏ những chua cay gắt gỏng, những giận hờn, đố kỵ, gian dối, điêu ngoa, dẹp hết. Trẻ thơ nó không có những cái thứ ấy, nó không có những thứ ấy. Và nếu ở đâu có trẻ thơ thì ở đấy người ta còn thấy niềm hy vọng, thì ta cũng được mời gọi sống thế nào đó để người ta nhìn vào cuộc đời của ta, người ta thấy niềm hy vọng. Và niềm hy vọng này không phải niềm hy vọng thuộc về thế gian, niềm hy vọng này là niềm hy vọng thuộc về nước trời. Ta sống thế nào đó để người ta nhìn vào cuộc đời của ta, người ta thấy rằng nước trời đang có mặt, Thiên Chúa đang có mặt, Thiên Chúa đang yêu thương ta, để qua cuộc đời của ta, ta cũng khơi lên nơi họ một niềm hy vọng vào Thiên Chúa. Xin Chúa cho chúng ta biết sống phó thác cho Thiên Chúa, để đời ta trở thành niềm vui và niềm hy vọng cho những người ta gặp gỡ.